hay là các anh thương nguyện nghiêng nét chữ cô em nào, này là bánh chưng mẹ xa từ tay mới gửi cho con, này là áo len nay em gửi ra nơi chiến trường, mang chúc tình nhau thương thương mến. Ngồi đọc lá thư tương sư tha thiết bằng chữ hồng to, cặp bánh chưng mà lòng trường thương mẹ già xa xưa. Mặc vào áo len sao nghe tôi nghe trong lòng chơi phương, sương đan thề trên khắp đất trời, nhưng tất cả là ở đây tôi xin cảm là vui, không quên gửi sương gió phương trời, âu yếm gửi tình ý muôn năm. Tặng nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Lời mẹ kính yêu, vài lời của con.